Ok, rồi chào các bạn nha À, hôm nay thì sẽ hướng dẫn các bạn uh, sửa một số cái bài tập Bài tập ôn tập để chúng ta chuẩn bị uh, kiểm tra cuối học kỳ 1 ha Ok, môn uh, tiếng Anh lớp 8 Rồi, ok uh, Sẽ hướng dẫn các bạn sửa một số cái câu hỏi trắc nghiệm ha Và cái... Uh, Uh, số câu phần viết ha uh. còn uh, có mấy bài tập đọc hiểu thì các bạn uh, các bạn tự tìm hiểu các bạn tự làm ha uh. rồi Bây giờ uh, mời tất cả chúng ta cùng uh, quan sát câu hỏi số 1 ha uh. Cái này là trắc nhiệm với uh, các bạn câu hỏi số 1 là uh, chúng ta có bốn phương án là các hình thức khác nhau uh, của động từ go uh, và cái chỗ cần liền vào là động từ chính của câu thì chúng ta xét xem chúng ta chia thì gì cho hợp lý uh. My parents usually To work very early. Ba ba mẹ tôi thường đi làm sớm lắm ha. Thì đây là một cái à, câu này các bạn thấy người ta có sử dụng cái trạng từ thường xuyên ha. Adverbs of frequency. Một trạng từ thường xuyên là usually. Thì một cái hành động nó thường xuyên xảy ra lặp đi lặp lại thì các bạn sử dụng thì hiện tại đơn là phù hợp ha. My parents. Các bạn thấy chủ ngữ này là cái chủ ngữ số nhiều ha. Cái chữ parents có thêm s là ám chỉ cả ba và mẹ mình luôn bà mẹ tôi ha. Thì chủ ngữ số nhiều thì hiện tại đơn và động từ thường ha. Thì chúng ta sử dụng nguyên mẫu động từ go là được rồi. Đúng không? Nói lại là câu số 1 này chúng ta sẽ chia ở thì hiện tại đơn với động từ thường là động từ go. Bởi vì diễn tả cái hành động lặp đi lặp lại với cái trạng ngữ là usually ha. Câu số 2, most students have found uh, a books. À vị trí cần điền sẽ là một cái động từ và chúng ta sẽ chọn động từ tiêm in bởi vì À, theo sau một giới từ các bạn, theo sau giới từ of phải các bạn Theo sau cái giới từ of này ha thì chúng ta sử dụng vật in. Và các giới từ khác cũng vậy ha. Câu số 3. We are going to prepare sticky rice to serve the real chicken for the celebration. Cái chỗ chúng ta cần điền vào là một cái từ để bổ nghĩa cho sticky rice để tạo thành một cái cụm từ là soy sôi năm sôi năm mèo các bạn ok sôi ngũ sắc sôi năm màu thì chúng ta sẽ chọn phương án là C các bạn ok chúng ta có một cái uh, tính từ tính từ được thành lập bằng cái số điếm gạch nối và cái cái chữ khá lơ này chúng ta xem như động từ chúng ta thêm id vào thêm id vào để tạo thành một cái uh, uh, tính từ mang kiểu như mang nghĩa bị động các bạn thường là những cái tính từ mà được thành lập bằng cách là một cái danh từ gạch nối cộng một cái động từ thì mới đi vào ha Nó thường là như vậy rồi câu số 4 chứ người ta kiểm tra bạn về một cái từ vựng phù hợp ha. according to the according to là theo ha. theo cái gì đó ở anh thì người ta thường ăn uống bằng nĩa ha. với dao ha các bạn thường người ta ăn văn hóa phương tây mà người ta ăn steak rồi đó ha ok còn mình đây thì mình thường mình ăn đủ các bạn ha. À, những cái quy tắc ăn uống các bạn, quy tắc ăn uống thì các bạn có cái từ chúng ta có học ở trong cái bài uh, custom các bạn, custom in tradition. Các thì các bạn uh, có được giới thiệu cái cụm từ là table manners, Hay là cái cách ăn uống các Cái cách ăn uống. Ok, cách cư xử ha, các cách cái cách thức mà ăn uống theo cái văn hóa nào đó. Nên chúng ta chọn phương án B, table manners. À, câu hỏi số 5, mình chọn một cái cụm động từ ha? phrase cho phù hợp chúng ta phải have to là diễn tả một cái việc phải làm một hay một quy tắc nào đó à, chúng ta phải làm cái gì với dài dép khi chúng ta vào chùa ha, các bạn chúng ta nên thường thì chúng ta sẽ cởi dài ra ha? cởi dài dép ra thường là như vậy thì mình có cái động từ là take off ha? take off cởi cởi dài ra put on là mặc vào thì không phải mang vào give up là từ bỏ các bạn. Turn off là turn off là ví dụ như là tắt đèn, hắn tắt những thiết bị gì đó mình sử dụng mới sử dụng cái động từ là turn off. Câu số 6 các bạn. My dad doesn't mind the housework. Ba tôi thì không có nói chung ba tôi rất là sẵn sàng làm những công việc nhà, không có không có ngại ha. Sau động từ may chúng ta sử dụng vật in. Sau sử động từ may chúng ta sử dụng vật in. Vậy thôi ha các bạn lưu ý những cái những cái tips hay những cái, cái 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 ghi chú đó để chúng ta làm những cái câu tương tự chúng ta vẫn làm được ha không nhất thiết là phải gặp câu y hệt như này chúng ta mới làm được ha. Rồi. Ở câu số 7 thì bạn nào tinh lý thì chúng ta sẽ phát hiện ngay ha, rất là nhẹ nhàng. Chỗ cần điền vào sẽ là một động từ nguyên mẫu không to luôn bởi vì chúng ta có động từ shoot là động từ khiếm khuyết ha các bạn. Số động từ khiếm khuyết ví dụ như là should, must may will can thì sau đó chắc chắn sẽ là một động từ nguyên mẫu không to nha ở đây chúng ta có phương án a ok câu này thì nó cũng đơn giản nó không có uh, chúng ta không phải phân biệt chủ động hay bị động gì ha chúng ta nên tìm kiếm nha, những cái thông tin tìm hiểu những cái thông tin về những cái phong tục truyền thống nha các bạn ok ở câu số 8 uh, look forward lúc phá hoạt em lúc phá hoạt lúc phá hoạt thì phải kết hợp với giới từ To, hả các bạn tức là mong chờ cái điều gì đó lúc phá hoạt thì nó có thể nó cộng cho một danh từ hoặc là một động từ thêm in lúc phá hoạt là mong chờ hả nó có thể cộng cho một danh từ hoặc động từ thêm in tại vì cái chữ To này nó sẽ đóng vai trò là giới từ do đó các bạn ở đây người ta kèm thêm cái động từ mít tôi rất là mong chờ được gặp bạn sau một thời gian giãn cách chẳng hạn ha rất là mong chờ được gặp bạn thì chúng ta phải có giới từ to và sau đó là động từ tiêm in nên phương án phù hợp nhất là phương án b ok rồi các bạn cố gắng theo dõi ha nó cũng uh, sau 70 câu lần thì lần từ cố gắng giải hết cho các bạn ha nên là sẽ nói nhanh cho cái cái, cái video mình nó, 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 nó đừng có dài quá ở câu số 9 là liên quan đến vấn đề động từ ha các bạn vấn đề động từ thì chúng ta có nhiều cái cách để chúng ta tìm ra được phương án bây giờ cái câu này vị trí này là động từ chính của câu nè và bạn nhìn bốn phương án là nó bốn phương án này nó giúp cho bạn biết là chỗ này chúng ta là một câu phủ định với động từ enjoy nè nó liên quan đến thì hiện tại nè bây giờ để cho dễ thì thầy sẽ lội ra bớt nha ở đây thầy lội ra phương án B và phương án đi bởi vì á, với cái động từ enjoy là động từ thường thì chúng ta sẽ không có phủ định bằng cái chữ not như vậy ha. Mà chúng ta phải mượn trợ động từ. Nha. Chúng ta phải mượn trợ động từ. Ở đây my brother là chủ ngữ ngôi thứ ba số ít nên chúng ta mượn trợ động từ d rồi chúng ta thêm not vào. Và lưu ý là khi chúng ta mượn trợ động từ rồi thì cái động từ còn lại, động từ chính là động từ enjoy á. Chúng ta trả được nguyên mẫu. Do đó phương án A mới là phương án đúng ha. Cái phương án C là nó bị cái động từ enjoy nó dư chữ S rồi các bạn ha lưu ý là chúng ta mượn trợ động từ rồi thì chúng ta không cần thêm mét động từ phía sau nữa. Mượn trợ động từ thì động từ trả về nguyên mẫu. Ở câu số 10 cái vị trí cần điền vào là động từ send và nó bị phụ thuộc với động từ remember, các bạn? Ở trên lớp thì thầy có hướng dẫn các bạn là có cung cấp cho bạn một cái 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 cái, cái à, à, ghi chú là sau động từ remember, thấy các bạn nó có thể là một động từ có to Nguyên mẫu có chung hoạt động từ điểm in. Nó khác nhau ở chỗ là uh, nhớ đã làm một việc gì đó. Uh, nhớ đã làm một việc gì đó trước đó. Nên trong quá khứ trước đó. Hay. So với cái thời điểm nhớ đó. Thì chúng ta sử dụng remember cùng vật in. Tức là nhớ đã làm một việc gì đó trước đó. Còn nhớ sẽ làm gì đó. Một, nhớ sẽ làm một việc gì đó sau đó. Hey, ở, ở, tương lai thì chúng ta sử dụng chu vi ở đây là các bạn có cái trạng ngữ thời gian rất là hay rất là quý báo hay là last week tuần trước tôi nhớ là tôi có gửi lá thư này hồi tuần rồi rồi hey, tôi nhớ là tôi đã gửi lá thư này tuần rồi là nhớ một việc đã làm trong quá khứ nên các bạn sử dụng vật in ha hey? xe này rồi ở câu số 11 à, chúng ta chọn cái hình thức của đồng động từ have to ha à, thứ nhất là thầy sẽ lỗi phương án c này các bạn biết làm sao không? tại vì các bạn thấy chủ ngữ là quy nè chủ ngữ quy là chủ ngữ số nhiều thì không có trường hợp nào mà đi với has to được hết giờ thầy lội luôn phương án bi nè các bạn tại vì cái chỗ này là một cái động từ chúng ta cần chia nó chúng ta cần chia nó tại vì nó là một câu nè for example rồi quy gì đó chỗ này chúng ta cần một cái động từ được chia đúng không À, chúng ta chia động cái cái từ động từ have to. Và không có bao giờ mà 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 chủ ngữ sẽ cộng cho cái v in thì các bạn thì nó sẽ không ra cái thì gì hết, lỗi luôn. À, ở đây là chúng ta còn a và đi ha, một cái là chia hiện tại đơn, một cái là chia hiện tại tiếp diễn ha? Chúng ta xem câu này ha. Ở uh, in the UK, ở nước Anh thì có rất nhiều cái 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 cái, cái quy tắc cái ăn uống. Cái ví dụ như là người ta phải 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 dùng dao hoặc là dùng nĩa để ăn tối ha thì diễn tả một cái quy tắc xử sự hết các bạn diễn tả một cái thói quen diễn tả một cái 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 cái, uh, cái truyền thống hết, một cái quy định thì chúng ta chia hiện tại đơn thôi chúng ta chia hiện tại đơn thôi không có lý do gì phải tiếp diễn hết như ở việt nam mình thì chúng ta văn hóa của mình thì mình đang đũa ha đũa chén các bạn ok rồi Câu số 12 yêu cầu chúng ta chọn một cái động từ thuộc nhóm cái động từ khiếm khuyết nó phù hợp. Ở Việt Nam thì bạn như thế nào đó sử dụng tên để gọi người khác. Gọi người lớn hơn. Người lớn hơn thì chúng ta không nên gọi họ bằng tên. Người lớn hơn, thí dụ như lớn hơn ít thì mình gọi anh chị. Lớn hơn nhiều thì tùy theo. Các bạn gọi là cô gì chú bác gì đó tùy theo mà chắc chắn là chúng ta không được gọi tên của họ thì nó sẽ không có lịch sự lắm nên là chỗ này chúng ta sử dụng suốt đình thôi các bạn không nên nhé rồi Anna prefers watching TV con Anna này thì nó thích xem TV hơn là đọc sách ở đây các bạn có cái mô tiếp là prefer tức là thích hơn thích cái gì đó hơn cái gì thì prefer cái gì đó hơn cái gì thì các bạn kèm vào bằng cái giới từ sâu ha câu này thì chắc cũng có thể là nhiều bạn sẽ chọn nhầm các bạn thấy hơn các bạn uh, cho rằng nó là hình thức so sánh hơn các bạn sử dụng đa hay gì đó uh, thì 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 uh, uh, nó không có chính xác ha uh, bởi vì người bản xứ người ta sẽ xài như thế này ha uh, refer to. Mặc dù các bạn sử dụng đa thì người ta vẫn hiểu đó, uh, các bạn nói các bạn sử dụng đa thì chắc chắn người ta vẫn hiểu đó. Uh, nhưng mà chúng ta sẽ lựa cái từ nó chính xác nhất uh, về gì mà quan phạm ha. Uh. Tiếp theo câu số 14 chúng ta chọn một cái từ vựng phù hợp. Tag is an occasion for family. À, Tết nó là cái dịp, dịp gì? Đoàn viên hay kiểu đoàn tụ gia đình đó các bạn. Chúng ta có cái từ rất phù hợp là reunions, family reunions. Family reuni reunions là đoàn viên hay đoàn tụ gia đình. Từ này nó mới chính xác nhất Nó có xuất hiện trong cái bài đọc trong cái bài cái bài số 5 của mình thì phải ha cái bài về uh, festival ha câu số 15 một liên từ phù hợp chấm 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 ha spring là mùa xuân ha. mùa xuân đến thì nhiều uh, làng ha nhiều làng xã ở Việt Nam là người ta chuẩn bị một cái mùa lễ hội ha thường là nhiều cái lễ hội ở Việt Nam mà diễn ra vào mùa xuân các bạn Tết ha OK khi mùa xuân đến thì chúng ta cần một cái liên từ một thời gian ha diễn tả tạo thành một cái trạng ngữ cụm trạng ngữ thì mệnh đề thời gian hay mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian khi mùa xuân đến ha. Câu số 16 yêu cầu các bạn chọn một cái từ hỏi cho phù hợp. Thì ở đây có một cái manh mối cho chúng ta à, kết luận phương án nào để chúng ta dựa vào cái câu trả lời ha. once a month là một lần trên một tháng ha. Hỏi bạn như vậy là câu hỏi sẽ là hỏi về tần suất có thường xuyên hay không hao vô hè khách là, là đi hớt tóc đi cắt tóc bạn có thường đi cắt tóc không thì mới trả lời là một tháng hết lần ấy, các bạn à, từ hỏi mà dùng để hỏi uh, từ hỏi mà dùng để hỏi tần suất thì chúng ta sử dụng hao phân OK. Rồi, right. this is the first time. Đây là lần đầu tiên mà cô này cũng uh, thấy được mấy cánh đồng ruộng, đồng lúa các bạn ha. Thì chúng ta kết hợp uh, this is the first time, đây là lần đầu tiên, ai đó làm gì thì uh, khuyến khích chúng ta nên sử dụng thì hiện tại hoàn thành ha. Thì hiện tại hoàn thành, uh, diễn tả một cái việc mà uh, nó vừa mới ha, ha, hoặc là nó đã xảy ra. Chúng ta không có rõ, rõ thời gian ha, nhưng mà nhấn mạnh cái kết quả ha. Hay là các bạn để ý là đây là lần đầu tiên, đây là lần thứ hai, thứ ba gì đó. Kiểu như thế này thì chúng ta uh, khuyến khích chúng ta nên sử dụng thì hiện tại hoàn thành, ha. diễn tả cái kết quả ha. À, câu số 18 chúng ta chọn một động từ phù hợp. ở đây chúng ta sẽ không có dựa vào ngữ pháp được mà chúng ta sẽ chọn cái từ nó, nó phù hợp với nhau. Chúng ta có lots of photos on vacation last summer. Cái động từ kết hợp với photos là chụp ảnh là phù hợp với các bạn. Chúng ta có take photos. Thì chỗ này quá khứ thì chúng ta sử dụng V2 là took cũng là nó thôi. Chúng ta có take photo là chụp hình, chụp ảnh. Đấy các bạn Welcome to... Vậy thôi ha, giới từ kèm theo. Chào mừng các bạn đến với cái gì đó. À, câu số 20, một liên từ hướng các bạn. We'll go swimming today. It's yes, hot. Chúng ta sẽ đi bơi. Ha, hôm nay chúng ta sẽ đi bơi. Rồi trời rất là nóng ha. À, phía sau là chỉ lý do các bạn ha. thường là lý do là nóng quá nên đi bơi nó phù hợp ha. như vậy là đứng trước mệnh đề chỉ lý do phù hợp nhất chúng ta sử dụng biệt hết ha. Số 21 các bạn xem sử dụng liên từ nào phù hợp đây. We had to go. We had to uh, we had to go to school that day. We couldn't join a party. Uh, hôm đó thì uh, tôi phải đi học. Tôi không có đi dự buổi tiệc được ha. Uh, hôm đó là tôi mắc đi học nên là tôi không có dự buổi tiệc được. Ở phía sau là chỉ mình đề kết quả các bạn. Chỉ mình đề kết quả chúng ta sử dụng so. Uh, kết quả. Ha. Cái kết quả của uh, là tức là À, do phải mắc đi học không có không có thời gian rảnh nên dẫn đến cái chuyện là không có đi dự tiệc được câu số 22 ha chúng ta không cần dịch nghĩa nhiều quá đâu câu số 22 là các bạn phát hiện ngay là chúng ta có động từ suốt là khiếm khuyết nó giống như câu hồi nãy các bạn đâu phía trên đó, động từ suốt là động từ khiếm khuyết sau đó chúng ta kết hợp với một v 0 tức là động từ nguyên mẫu không sâu đáp án là phương án a cho nó nhảy xuống cho các bạn dễ theo dõi câu số 23 uh, when my family goes camping the most interesting thing is to khi mà gia đình tôi đi cắm trại thì cái cái chuyện mà thú vị nhất là cái chuyện gì các bạn dựng trại lên hey. put up các bạn có động từ put up ha. Hey. À, có mấy động từ khác thì không phù hợp ha. Hey. put up the tent tức là dựng lều lên ha hey. khi nào cái dịp mà các bạn được tham gia mấy cái hội trại thì chắc chắn các bạn rất là thích ha. Hey. và đặc biệt là mấy cái liều trại mà mình tự dựng thì nó sẽ thú vị hơn hey, các bạn. Hey. OK, cái chỗ này là người ta đi um, uh, Giả ngoại, ha? dựng liều trại, rồi. Have you ever, uh, bạn có bao giờ có bao giờ bạn 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 đến uh, miền quê của phía Bắc Việt Nam chưa? Ha? Uh, ở đây chúng ta sẽ chọn là be, ha? tức là động từ to be. Have you ever been to, bạn có đến đó lần nào chưa? Have you ever been to? Ha? bởi vì các bạn theo uh, you ever been to ở đây uh, chúng ta sẽ loại phương án a hán các bạn ở đây chúng ta loại phương án ngay bởi vì sin là sin cái gì đó sao chúng ta không sử dụng với to và ví xịt thì cũng ví xịt cái gì đó chúng ta cộng trực tiếp cho cái cái nơi nào đó ha ok thì ở số con 24 này thì thật ra cái phương án đi nó cũng phù nó 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 cũng nó cũng khá phù hợp các bạn nó cũng nén nén nè nén nhưng mà đáp án đề nghị là chúng ta chọn phương án đi là nó chính xác nhất ok rồi như you ever been to có bao giờ đến cái khu vực mà uh, um, cái miền quê ở khu vực phía bắc của Việt Nam chưa ok Rồi. Câu số 25. À dễ dàng các bạn chọn được phương án là B ha. Để các bạn dịch nghĩa ra các bạn sẽ thấy cái nơi mà làm việc của nông dân là chỉ có thể là đồng ruộng thôi ha. còn mấy chỗ khác là không phù hợp. Chúng ta có chúng ta có school yard. Yes. Sân trường không phải factory là mấy công trường xí nghiệp nhà máy ha. Construction site là mấy cái chỗ xây dựng thì không phù hợp hết. Ok. Nông dân làm việc trên cánh đồng thì uh, công việc cực khổ, nhưng mà lúc nào họ cũng tươi cười, hết vui vẻ, kiểu vậy ha. Rồi, get you to. Ở đây chúng ta có uh, cái chỗ này, chúng ta có chữ to này là nó đóng vai trò là một giới từ các bạn ha. Nó đóng vai trò là một giới từ nên là các bạn uh, sử dụng vật in ở đây là phù hợp nhất ha. Rồi, câu số 27, how many old stems câu số 27 thì các bạn thấy um, bây giờ dễ nhất là các bạn theo thầy là các bạn nên uh, loại ra bớt đi. Ha. Chúng ta kết hợp một cái um, nó là câu hỏi và các phương án này nó sẽ là kết hợp giữa các trợ động từ ha, với động từ. Uh, câu e động trợ động từ heo kết hợp với động từ nguyên mẫu không trung thì nó không phù hợp với nó bởi nó không ra thì gì các bạn. Nếu mà sử dụng trợ động từ heo thì nó phải là một thì hoàn thành thì hiện tại hoàn thành thì phía sau phải là v 3 v đi. Ha. Còn câu b chúng ta cũng loại luôn. Uh, câu A chúng ta loại ha. Mà câu B chúng ta loại luôn bởi vì uh, nếu mà chọn uh, trợ động từ did á thì nó là thì quá khứ đơn mà ha. nếu mượn trợ động từ rồi thì phía trong động từ phải trả về nguyên mẫu đúng không? Ở đây là id là không được. Uh, phương án C là hợp lý ha. Phương án D thì uh, trợ động từ heo kết hợp với VN cũng không có phù hợp ha. V in thì nó phải kết hợp với to be chẳng hạn ha. Chẳng hạn như thế nó sẽ ra thì tiếp diễn ha. Câu 28 cái thời gian nào? is often the hardest but the most important time to people living countryside à, cái thời điểm nào là nó vất vả nhưng mà nó thời điểm quan trọng ha? đặc biệt là những người ở dưới vùng nông thôn thì đó tính là cái 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 lúc mà thu hoạch ha? vụ mùa này các bạn ha? nó vất vả bởi vì lúc đó phải làm việc nhiều hơn ha nó với cái nó quan trọng là bởi vì là, là là, là khi mà người ta người nông dân ở dưới quê thì người ta trồng nó chủ yếu người ta trồng trọt đồ này kia ok thì cái lúc thu hoạch là cái lúc thành quả mà hết nên nó quan trọng ha ok nhiều khi là cả năm chỉ trông cậy vào là, hai ba mùa gặt gì đó ha. thì cái lúc thu hoạch là cái thời điểm quan trọng ha ok còn tết holiday festival time là thời điểm lễ hội du lịch thì không có gì là vất vả ha, ok nó không có quan trọng bằng là a ha. stand câu số 29 các bạn inspire up nó ở đây các bạn có um, inspire up thì uh, đây là một cái cách uh, uh, diễn đạt lại với cái ý nghĩa uh, nó tương ứng nghĩa với chữ ondo hay, nó có nghĩa là mặc dù ha uh, mặc dù là uh, trong cái uh, trận đấu uh, mới diễn ra đây Uh, mặc dù là không không giành chiến thắng ở trận đấu vừa rồi nhưng mà đội tuyển Việt Nam uh, là những nhà vô địch trong trái tim của người hâm mộ các bạn ha ở đây uh, các bạn à, uh, sao inspire up thì là một cụm từ các bạn thì cụm từ đó nó có thể là danh từ có chữ not ở uh, uh, đây thì là phủ định hứng? cũng không ảnh hưởng gì hứng? và sau inspire là một cụm từ cụm từ đó thì uh, nó có thể là danh từ còn không danh từ thì là nếu là động từ thì động từ chúng ta tìm in vào đây phương án là C. ha có nó phía trước thì phủ định thì thêm nó thôi ok ok bạn nào mà hâm mộ bóng đá đặc biệt là bóng đá việt nam mình thì nghĩ là các bạn có đồng ý với cái câu này không phải là uh, thấy là có nhiều người các bạn thấy có nhiều bạn là uh, là xem bóng đá xem bóng đá đặc biệt là xem việt nam mình đá banh mà tới chừng thắng thì mình tất nhiên là ai cũng vui nữa hết hô hèo còn tới chừng thua thì chúng ta nên động viên ha chúng ta mình thể thao mà có thắng có thua thôi ok chứ không phải là khi thắng thì mình lại hô hào còn khi thua thì mình lại trách móc thì không có phù hợp mình là fan chân chính mà đúng không rồi câu số 30 mươi chúng ta chọn một cái cụm từ phù hợp một cái liên từ phù hợp ấy. à, anh này ảnh rất là giàu có ha, và ảnh à, không phải anh này ảnh không có giàu có gì ha nói chung là không có dư giả gì mà ảnh à, đóng góp rất là nhiều à, kiểu như là đóng góp mà vô cái quỹ mà nào đó mà để góp phần đẩy lùi đại dịch covid ha như vậy là chỗ này chúng ta hai cái mệnh đề này nghĩa nó tương phản nha ha. mặc dù mặc dù ở đây chúng ta có chúng ta thấy có phương án A và phương án C ấy, nó có nghĩa là mặc dù hết á ờ, nhưng mà chúng ta sẽ chọn ngay bởi vì sao bởi vì ondo nó sẽ các bạn thấy là nguyên cái khúc này các bạn nó là một câu hoàn chỉnh nó có nó nó là một cái mệnh đề hoàn chỉnh bởi vì nó có chủ ngữ là hi nè nó có động từ là is còn display sẽ cộng cho cụm từ thôi các bạn một cái cụm danh từ thôi một cái cụm vật in hay gì đó thôi ha còn đây là một cái mệnh đề hoàn chỉnh nên chúng ta sẽ chọn ondo dịch nghĩa ra ha phù hợp nữa tiếp tục câu số 31 là chúng ta chọn một liên từ phù hợp à, họ quyết định là đi làm bằng xe đạp rồi nó thân thiện môi trường nhiều tốt sức khỏe đó bởi vì hắn các bạn phía sau là mình đề lý do rồi số 32 kiểm tra các bạn về mạo từ số 32 kiểm tra các bạn về mạo từ tôi có một con chó và một con mèo con mèo thì màu nâu con chó thì màu đen đen chó mung ha ở đây ở phía trước là con chó và con mèo này nó là một điều là hai cái danh từ điểm được và đang dạng số ít hết và các bạn lưu ý là mạo từ chúng ta có hai loại mạo từ chính là mạo từ xác định và không xác định mạo từ xác định là đờ mạo từ không xác định là ơ in ở đây chúng ta sẽ chọn là mạo từ không xác định không? là ờ à à hết bởi vì sao cái con chó và con mèo này là danh từ điểm được số ít và nó được xuất hiện nó được giới thiệu lần đầu, tôi có một con chó và con mèo thì lúc đó bạn chưa biết con chó con mèo nào, nó được xuất hiện lần đầu, và các bạn thấy ở khúc sau người ta mới sử dụng đờ này bởi vì lúc này là các bạn con chó và con mèo này là được xác định đằng trước rồi, được, đã được xác định đã được xuất hiện đằng trước rồi, lúc này là cái danh từ khét và đó khúc sau nó nó xuất hiện lần thứ hai rồi nên người ta sử dụng một từ đờ, còn ở đằng trước người ta sử dụng một từ ở và bắt đầu bằng một cái phụ âm nữa sử dụng ngợi. Số ha số 33 các bạn sẽ chọn phương án là c ha hình thức so chỗ này kiểu như hình thức so sánh nhất các bạn ha the most expensive cake đây là cái bánh mắc tiền nhất tôi từng ăn câu số 34 là một cái tương tác ha chúng ta sẽ đáp lại cái lời nói đằng trước Good you like to từ gorao bên the park good you like là một lời mời hay một lời rủ rê ha thì đáp lại là thể hiện sự đồng ý hoặc không ở đây các bạn sẽ chọn phương ngắn b Yes, I love to tức là thể hiện tán thành ừ, hay quá, thích lắm ha. Chứ không cái câu này hình thức giống như một câu hỏi yes no nhưng thực chất nó là một cái lời rủ rê nên các bạn sẽ đáp lại theo cái lời đó. Chúng ta không chọn những phương án khác. Ở đây câu 35 là một liên từ. À, bạn có thể xài chiếc xe đạp của tôi. À, bạn trả nó là cho tôi giờ mời trả lại ha. Miễn sao ha miễn sao mời bạn trả lời bạn có thể sử chạy chiếc xe của tôi lấy xe của tôi xài miễn sao mời trả lại được rồi ha miễn là hãy các bạn các bạn sử dụng as long as. miễn là miễn là thì phù hợp nhất các bạn có thể tự mình dịch lại chúng ta chọn những cái bài tập mà liên quan đến liên từ thì thế nào để chọn được phương án tốt nhất các bạn thế nào các bạn cũng phải dịch nghĩa chúng ta mới chắc chắn được rồi thì sẽ cố gắng sửa nhanh các bạn cho cái video mình nó nó gọn rồi ha let me ở đây câu 36 thì sẽ chọn cho các bạn phương án A bởi vì sao bởi vì uh, chúng ta có cái mô tiếp là let động từ let cộng cho một túc từ cộng với không ha đó cái chỗ này chúng ta sẽ cộng uh, cộng cho một động từ với không ở đây tức là động từ nguyên mẫu không tru hết các bạn ha động từ nguyên mẫu không tru để cho ai làm gì đó để cho ai làm gì đó để cho ai làm gì đó try i try Honey, but i couldn't uh, uh, trên lớp có giới thiệu các bạn là động từ try này các bạn ha nguyên mẫu là try này các bạn ha từ try sao động từ các bạn nghe kỹ ha sao động từ try thì nó có thể là động từ thêm in hoặc là động từ có to đều 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 có khả năng hết tuy nhiên nghĩa nó, nó nó sẽ khác biệt tí xíu các bạn các bạn nghe các bạn các bạn, nghe kỹ ha là try mà cộng cho verb in á, thì nó có nghĩa là thử thử làm một việc gì đó còn try mà cộng cho động từ nguyên mẫu có to á try mà cộng động từ nguyên mẫu có to á thì nó có nghĩa là cố gắng làm một việc gì đó ở đây bằng dịch nghĩa bạn thấy là chúng ta chọn nghĩa cố gắng là phù hợp tôi ráng tôi cố gắng nhớ tên câu ấy mà tôi không nhớ được thấy quen đó, mà không nhớ tên rồi câu 38 của chu like? một lời mời thì bạn sử dụng sau đó là một cái danh từ bạn uh, sử dụng một cái từ chỉ số lượng là sum ha với lời mời của chu lai like? sum tí sum này thì nó sẽ cộng cho danh từ không điểm được hoặc là danh từ điểm được ở dạng số nhiều ok rồi nhớ nha ha good july like, là một lời mời ha thì phía sau là một danh từ ha danh từ hoặc là danh từ không điểm được hoặc là danh từ điểm được số nhiều và đằng trước nó là some. câu số 39 là một từ hỏi à, trả lời là hai ngày rồi như vậy sẽ hỏi là bạn đến đây bao lâu rồi bạn đến đây được bao lâu rồi là chúng ta sử dụng how long tiếp theo câu 40 là một mạo từ các bạn can you show me À, đây là cái mô tiếp à, chúng ta sử dụng để hỏi đường, hỏi thăm đường, các bạn. Làm ơn chỉ đường cho tôi đến cái chỗ nhà ga được không? OK, thì chúng ta sử dụng đờ hết Trong một cái ngữ cảnh mà người ta sử dụng cái mẫu câu này là 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 là, là, là phải xác định các bạn, là phải xác định để cho cái cái người tất nhiên là cái người mình hỏi là để người ta biết cái chỗ đó chỗ chỗ nào người ta mới chỉ được, xác định kiểu câu như này mình xác định. Ok. Ok, ví dụ như ngay chỗ uh, ok, ví dụ như ngay ví dụ giờ lại ngay chỗ xã Phước Long của mình đi. Uh, nếu mà hỏi các bạn là uh, can you show me the way to the post office? Okay. là phải sử dụng d. Uh, làm ơn chỉ đường đến bưu điện thì tất nhiên là người hỏi và cái người trả lời câu hỏi đó là sẽ biết là cái cái bưu điện gần nhất ấy, ở gần nhất ngay chỗ đó ha, ok. Được xác định ha, các bạn sử dụng đờ Câu số 41 chúng ta chọn một động từ phù hợp. Ở Việt Nam thì chúng ta đó đây các bạn. Các bạn đọc câu 41 nha. Rồi câu số 10 cái câu số 41 này nó nó ngược với cái câu ở trên nãy mình có giải các bạn. Ok. Ở Việt Nam thì mình không nên gọi người lớn hơn bằng cái tên của họ ha. À, gọi ha các bạn à, để mà kêu để xưng hô thì chúng ta có động từ là address. Address. Ok. Rồi, các bạn xem câu 42 coi mình sử dụng liên từ gì phù hợp ha. Ok. Rồi. À and the mid autumn festival giàu là mid autumn festival là 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 lễ gì các bạn à, trung thu ha vào ngày trung thu thì mấy đứa nhỏ nó có thể hát hò nó nhảy múa đồ này kia đi chơi đồ hát ăn, ăn bánh trung thu đồ à. À, vì thế vì thế mà đứa nhỏ nào nó cũng thích cái dịp này hết ở phía sau là một mệnh đề chỉ hệ cái kết quả các bạn ha vào chỉ kết quả nên là chúng ta sử dụng therefore là hợp lý ha Therefore là hợp lý các bạn. Rồi. Therefore ha. Mà đề chỉ kết quả ha. Bởi vì cái ngày đó thì nó được uh, ăn bánh đông thu rồi được đi chơi nước đèn đầu này kia ha. Thì 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 mấy bạn nhỏ thích ha. Thích là đúng rồi. Câu số 43 là liên quan đến cái vấn đề là so sánh ha. Các bạn thấy có chữ Dan ở đây nè. Cái chữ Dan này nó cho bạn biết ở đây là so sánh hơn ha. So sánh hơn ha. Và đây là một tính từ thì các bạn uh, tính từ chúng ta cần uh, sử dụng đi là nối gì nối gì ở đây á, là mặc dù đọc cả hai tiếng hey, đọc hai vần nhưng mà nó tận cùng một chữ y ngắn nên chúng ta xem tính từ ngắn mà tính từ ngắn thì chúng ta thêm ir đằng sau hey. Đúng rồi. so sánh hơn nên không sử dụng mos nè Đúng không? mà câu a thì lỗi này không có vừa thêm mo vừa thêm ir chừng nào tính từ dài mới thêm sử dụng mo, ha. Tính đường ngắn thì sử dụng er đằng sau một trong hai thôi ha. Nên câu A không đúng, còn câu C thì nó sai lậu so sánh. Còn câu D thì nó cũng quá sai ha, còn câu B thôi. Câu số 44 ha. Ừ, hình thức so sánh hơn nữa các bạn. So sánh hơn. À, chỗ này chúng ta sử dụng trạng từ hát để cho nó bổ nghĩa cho cái động từ dances. À, chúng ta có tính từ là good. Tất nhiên không sử dụng gooder chỗ này ha và chúng ta có cái trạng từ tương ứng là chúng ta có cái uh, trạng từ tương ứng với cái tính từ good là well ha và hình uh, thức so sánh hơn của good và well đều là better ha, các bạn better này nó vừa là nó sử dụng như là tính từ và cũng sử dụng như trạng từ nữa ha. chỗ này là so sánh hơn ha với cái trạng từ đặc biệt là trạng từ well ha chuyển <laughs> sang so sánh hơn nó là better better câu số 45 một cái <laughs> mạo từ phù hợp cô ấy vừa đọc một cái quyển sách thú vị uh, nhắc nấu đến lần đầu thôi ha và book đang viết ở dạng danh từ điểm được số ít có nghĩa là một ha uh, interesting book một cái cụm danh từ uh, bắt đầu bằng một cái nguyên âm ha nên chúng ta sử dụng in tiếp tục câu 46 liên quan đến vấn đề liên từ các bạn Laura fell asleep during the lesson con con cái con, con Laura này nó bạn ấy bụng ngủ hay, trong giờ học. Bạn ấy mệt quá, bởi vì bạn ấy mệt quá hay. mệt quá mới là ngủ gật ha. Chỉ lý do. Tiếp theo câu tiếp theo liên từ tiếp các bạn ơi. Trời mưa lớn quá hay. Ba tôi đi làm. Trời mưa lớn quá, ba, ba nhưng ba tôi vẫn đi làm. Nhưng các bạn, đáng lẽ ra trời mưa thì mình có cách nào đó mình 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 mình, mình, mình nghỉ làm hay là thế nào đó ha. Hai mệnh đề này nó tương phản nha. Trời mưa Tuy nhiên ba tôi vẫn đi làm, however. It rained hard, however my father went to work. Câu số 48 một động từ chia với một thì phù hợp. Ở đây chúng ta có cái manh mối là two months ago. Two months ago là cách đây hai tháng nha. Hay là chúng ta có chữ ago đấy. Thì quá khứ đơn với động từ thường là động từ go Động từ bất quy tắc chúng ta sử dụng cột 2. Ai bạn nào không nhớ công thức thì chúng ta xem lại bài ha cái cái uh, video này thì không có nhắc nó nhiều được, không biết nó dài lắm. chúng uh, ta chọn nó ha. Rồi. Câu 49 là một cái tương tác ha. Hỏi uh, người vai đầu tiên đó là how's it going? How's it going? Nó là một cái câu chào hỏi kiểu như how are you các bạn ha. Hiểu không? Mục đích là một câu chào thôi, thì mình đáp lại. Not bad. Ừ. Cũng bình thường. ha, Cũng không tệ lắm. Uh, kiểu như mình đáp mày kiểu như là để chào hỏi mục đích là để chào hỏi là chủ yếu các bạn How's it going? Nó giống như how are you các bạn. What's up? Chứ không phải là họ chứ nó không có trả lời là go hay là gì. còn you welcome là you welcome là chừng nào người ta cảm ơn bạn cả thank kiếm như welcome không có chi hết. Người ta hỏi mà phải trả lời chứ làm sao tự nhiên cảm ơn đúng không? Nó chưa phù hợp. Câu số 50 đây nè, có số 50 người ta cảm ơn thì bạn thông thường thì bạn sẽ đáp lại là kiểu như là à, cái à, không có chi đâu hen. Không có gì đâu. Các bạn có một mẫu câu à, này hen, bạn nào chưa biết thì chúng ta cập nhật thêm. Thay vì chúng ta nói là you welcome not at all thì các bạn có thêm một mẫu câu nữa là don't mention it. Don't mention it không gì đâu. Có gì đâu. À, Chú tiếp theo chúng ta còn hai chục câu nha. 10 câu hai câu đều liên quan đến pronunciation ngữ âm hết, hay? một số câu về trọng âm, số câu về cái cách phát âm vần ha. Rồi ở đây mình các bạn có thể là dựa vào cái cách phát âm mà mình đã theo cái cách phát âm của mình mà mình đã học trên lớp ha. Các bạn đọc ra rồi các bạn đánh vào ha, ok và để kiểm tra chính xác thì các bạn có thể kiểm tra từ từ điển ha mình có là harvest âm một nè peaceful là âm thứ nhất nè collect là động từ là âm thứ hai paddy là âm một abd là điều âm thứ nhất hay C âm thứ hai khác nhất các bạn chọn thường thường những cái uh, những cái từ mà có hai tiếng các bạn đọc có hai tiếng thường thường nha uh, nếu nó là danh từ hoặc là tính từ thì thường nó nhấn âm một còn nếu nó là động từ thì nó nhấn âm hai thường là như vậy chắc cũng khoảng hơn 80% mươi phần trăm đó hơn 80% nghĩ là hơn 90% luôn là như vậy ở đây là, là nó đúng các bạn chúng ta có a b d là những cái ở đây là danh từ và tính từ đều những âm một hết collect là động từ những âm hai nữa ha convenient second facility second nomadic second popular first đó này cái này mình làm nhanh ha đây câu 53 cái phương án ngay thì nghĩ là cũng có nhiều bạn gặp khó khăn với cái chữ này, này ha. Nó đọc ba vần hen các bạn. Area ha, ba tiếng và trọng âm rơi âm thứ nhất. Trọng âm là cái nơi mà chúng ta đọc chúng ta kéo dài nó ra ha, đọc to hơn. Mọi thứ nó đều hơn gấp đôi hết ha, còn cái kia chúng ta đọc nhẹ lướt thôi. Area. Các bạn tra từ điển thì các bạn sẽ thấy nó có ba vần area và nhấn vần thứ nhất ha. Comfort, vần thứ nhất luôn. Market vần thứ nhất luôn. Concern nó là động từ, nhấn vần ha khác nhất tiếp theo câu số 3 thì nghĩ câu số 54 thì nghĩ cũng nhiều bạn cũng gặp khó khăn đó cũng có thể là nếu mà chúng ta không ra từ điển chúng ta không có để ý là coi chừng dễ sai câu 54 này lắm vegetables vegetables vegetable âm thứ nhất ha comfortable đây phương án B là nhiều bạn đọc sai lắm nhiều bạn đọc comfortable đó là sai chúng ta nhấn âm một luôn comfortable vegetable âm 1 nè comfortable âm một nè television, television nhấn âm à một nghe cái tivi này chúng ta đọc âm à một nha các bạn. introduce trọng âm chính của cái động từ này là nhấn âm thứ ba nha các bạn. Ok câu số 54 này hơi đặc biệt nha à Ở đây thì nói thêm là cái chữ television này uh, uh, rất là hiếm, uh, rất, là hiếm uh, rất là hiếm trường hợp mà thường các bạn thường đó là những cái chữ mà có có những cái vần ví dụ xanh, xanh xanh rồi đó thì trọng âm thường nha. Gần như là 99% luôn rồi, Là cái trọng âm nó sẽ rơi vào cái vần trước đó Nhưng mà trường hợp ở câu C này là trường hợp đặc biệt à, Tới giờ này thì thầy thấy chỉ có cái chữ, cái chữ này là thầy thấy nó hơi ngoại lệ thôi à, Chỗ này nó thay vì nó nhấn là, là Theo cái quy tắc là vision hay là vision nhưng không Trường hợp này nó trọng âm chính rồi Âm thứ nhất television à, Rồi Câu 55 cũng không phải dễ ha 55 cũng nhiều bạn cũng có khả năng là các bạn đọc nhầm đó Ha còn bạn nào có để ý thì sẽ không vấn đề gì ha. Pagoda nhấn âm 2 nè. Museum. Các bạn lưu ý là cái bảo tàng này chúng ta nhấn âm 2 luôn nha. Museum. Museum. Respect. Động từ nhấn âm 2 luôn ha. Chopsticks. Câu D là đôi đũa các bạn. D nhấn âm 1 nha. Hay. Các bạn nếu mà cả đồng, các bạn đọc là chopstick các bạn nghe cái chữ stick giống như cái dấu sắc các bạn nghĩ nó trọng âm không phải đâu. Nó là danh từ đó chopsticks có những cái chữ mà chúng ta dễ làm tưởng ví dụ như cái chữ bài tập về nhà đó các bạn đọc homework homework là nó chưa chính xác nha nó là danh từ nó phải nhấn bằng thứ nhất homework homework ha rồi lưu ý satisfy âm 1, socialize âm 1, volunteer phương án c chúng ta cũng hết sức lưu ý ha chúng ta nhấn bằng thứ ba lần exercise là âm một vậy có câu c là khác nhất rồi. Library âm 1 nè, Museum âm 2 nè. Melody là giai điệu ha âm 1. Favorite âm 1 ha. Chắc chắn là bị rồi. Information, à, cái quy tắc xanh chỗ này là đúng nè các bạn ha. Information âm 3. Technology âm 2. Community âm 2, activity âm 2 rồi. Phương án là A nomadic cái chỗ này cũng có một quy tắc nhỏ nhỏ nè bạn cũng 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 khá khá nhiều trường hợp thì nghĩ là chắc cũng tám 80 phần trăm hơn ha. từ nào có phần ít nữa các bạn hay. nhấn trước nó nomadic hay. cái này các bạn học cái bài như uh, là cái bài nào mà liên quan đến uh, cái một cái bài đọc ở trong sách giáo khoa mình có cái chữ này các bạn liên quan đến uh, uh, cái cuộc sống dung mục ha ok nó nomadic, nomadic. Nomadic, nomadic, nomadic. Cuộc sống thuộc về cuộc sống du mục. Nomadic, nhấn âm 2 nè. Generous, âm 1 nè. California, countryside, âm 1 luôn. Nên rồi, nó là phương án luôn. Các bạn uh, tiếp một câu, nha. một câu nữa. Chọn trọng âm khác nhất. Chúng ta có organize, first. discussion, second. Restaurant, first. Television, first. Rồi quy tắc xanh đúng trong trường hợp này luôn ha. Từ câu 61 đến câu 70 ha, những câu trắc nghiệm tiếp theo là chúng ta sẽ chọn một cái từ nào đó trong bốn phương án mà nó có cái phần gạch chân nó phát âm khác nhất so với ba phương án còn lại. Ở câu số 61 các bạn thấy bốn phương án đều gạch chân ngay chứ, letter O ngay chữ O hết. Nhưng mà chúng ta nếu mà có thể kiểm tra bằng từ điển ha. Để dành thời gian kiếm ra từ điển chúng ta sẽ thấy là hoặc là dựa vào cái cách phát âm đúng của mình ha. thường ngày thì mình cũng phát hiện ra hay, câu này nó cũng, uh, cũng tương đối ha. cũng không phải là dễ cũng không phải là khó lắm chúng ta có homework home home này là đọc âm o với các bạn nguyên âm đôi o chúng ta có open cũng là o chúng ta có judo hay, judo cũng là âm o luôn hay, âm o ha còn có câu b các bạn nếu mà các bạn tra từ điển thì nó sẽ ra cái âm hình giống như dấu mũ vậy đó ha mother mother cái âm đó thì chúng ta đọc nó nó, nó 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 giống như là kết hợp giữa âm ớ và âm á vậy đó ha thầy thường gọi là âm mũ á ha mother mother chữ này cũng nhiều bạn thầy nghĩ là cũng nhiều bạn phát âm chưa chính xác á các bạn đọc mother là sai mother mother nha mother mới đúng nha nó khác nhất ha rồi ở câu 62 này nó có chứa một cái chữ tự bài bài một luôn và thầy phát hiện là trong mấy cái bài speaking cái video mà bạn gửi cho thầy trong cái phần nói ừ, các bạn chọn chủ đề này cũng khá nhiều hay? và các bạn đọc sai chữ này cũng khá nhiều ừ, các bạn đọc cái gì thì quên rồi nhưng mà đúng ra nó phải đọc là laser hay? laser cái chỗ gạch chân này đọc âm e các bạn các bạn đọc laser là sai hay? hoặc là đọc những cách khác là sai hết hay? laser nó âm e các bạn nó hoàn toàn là e luôn mình có penalty là e mình có celebrate là e luôn a số 8 nó là đọc âm a nguyên âm đôi a là khác nhất ha. số 63 các bạn có chữ u các bạn u thì nó nhiều cách phát âm lắm u thì đọc cái u ngắn u dài rồi âm ơ rồi âm âm mũ hay âm ớ gì đó rất là nhiều trường hợp fun sun với phương án d là cut cả phương án a b và d nó đều là âm mũ âm ớ hết sun fun cut các bạn chỉ lưu ý phần gạch chân thôi ha còn câu c các bạn đọc là surf âm ơ dài nước lướt web rồi lướt sóng gì đó ha âm ơ các bạn trường hợp còn lại là âm 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 mũ ha rồi câu 64 GH, hay. GH mà là cái đứng cuối như thế này thì thường là một là nó không phát âm nó âm câm luôn hay là nó phát ra âm f ấy. ở đây chúng ta có on do chúng ta kết thúc âm o ấy. gh không đọc gì cả laugh paragraph enough à, nếu các bạn ra từ điển các bạn sẽ phát hiện là phương án bc và đi cái chỗ mà cái chỗ của âm cuối này là âm f hết này chỉ có chỗ này là không âm cuối là không đọc gì hết cái 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 cái, cái chính tả gh này không đọc gì hết tiếp theo câu 65 thì nó sẽ dễ dàng chúng ta có high, sai this file ab và d đều đọc là âm i, chỗ vị trí chữ y còn câu c đọc là âm y nhé. Rồi câu số 66, các bạn ngay chỗ cái vị trí câu A cái này cái chữ này chúng ta sẽ đọc là create nhưng thực tế là cái chỗ EA này là nó tách nó 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 đọc hai âm r nhau đấy các bạn, hai âm nó rời nhau, create Re một bên đọc âm i bên kia đọc âm a các bạn. Chúng ta xét tiếp peaceful increase easily cả b c và d đều đọc âm i dài hết, đều đọc ra một cái vần cái nguyên âm đâu là i dài hết hay? Còn chỗ này thì không phải là i dài hết, nên nó khác nhất, chắc chắn nó khác nhất. Entertain <laughs> entertain âm a hết. Cái uh, phiên âm từ thời điển nó ra cái âm đôi này các bạn ha. Nó là cái âm đôi này. Người ta gọi là âm A. Giống như các bạn kết hợp giữa chữ E và chữ I. A, ha? A. Chúng ta có entertain. Chúng ta có mưa cũng vậy. Chúng ta có rain. Chúng ta có xe lửa cũng vậy. Chúng ta có train. Nhưng mà C thì khác nhất. Nó là âm E. E. Rồi. Jazz âm âm ớ âm um, mũ much cũng vậy sớm cũng vậy ruler âm um, u khác nhất ha à, thì chưa chọn câu 67 hả 67 các bạn sẽ chọn C uh, ha ok sound touch, touch cái chỗ này đọc âm mũ ha các bạn âm ớ hàng touch down a cow rõ ràng nó khác nhất hay còn lại âm ao hết my minority âm um, ai ethnic, y, tradition, y, religion, y luôn. Rồi, chúng ta uh, tạm gác lại mấy câu trách nhiệm ha. Chúng ta có thể xem lại coi. <laughs> chỗ nào các bạn có ý kiến thêm thì các bạn comment dưới ha. Chúng uh, ta, này, này đáp án đề nghị thôi. <laughs> Rồi chúng ta chuyển tiếp sang cái phần uh, uh, viết ha. Còn uh, các cái phần mà liên quan đến đọc hiểu thì các bạn tự đọc thêm không có sửa phần đọc hiểu rồi cái bài tập ngay vị trí này các bạn cái bài tập này là các bạn đọc đề các bạn thấy là có hai cái chữ keyword ở đây là firm of the work Word work firm là bài tập về từ lội các bạn này, tôi gọi tắt là work firm work firm sạch bài tập từ loại. thì cái bài tập này thì là nó thuộc nhóm bài tập cũng khó ha tuy nhiên thì những cái câu hỏi ở đây ha, thì nó sẽ gần gũi với cái bài tập với những cái nội dung trong chúng ta học trong cái những đơn vị bài học ở trong sách của mình ha cũng sẽ không đến nỗi là xa vời quá à, để làm được bài này thì công việc đầu tiên là chúng ta buộc chúng ta phải xác định được cái vị trí cần điền vào chúng ta dầm trước dầm sau chúng ta xác định vị trí cần điền vào là từ lỗi gì <laughs> rồi sau đó mình biến đổi ha biến đổi cho phù hợp People, in my hometown are very warm, người dân ở dưới quê tôi thì họ rất là nồng ấm và và như thế nào đó và rất là thân thiện, các bạn. Chúng ta có cái chữ friendly là thân thiện, rất dễ phát hiện ra. Chỗ này là thứ nhất là chúng ta có chữ friendly là nghĩa là phù hợp, cái thứ hai nữa là bạn thấy chữ an là một liên từ nè. Trước chữ N các bạn thấy là một tính từ, đúng không? Trước N là một tính từ. Như vậy là để cho nó logic ha. Để cho nó phù hợp về mặt văn phạm thì chúng ta... Chỗ này chúng ta sử dụng tính từ luôn ha. Và chúng ta có tính từ friendly ha. Friendly là một tính từ nha các bạn. Nó là nghĩa là rất là thân thiện ha các bạn. Nó rất là vui vẻ, nồng ngắm và thân thiện ha. Phía trước là tính từ thì phía sau tính từ luôn. Câu số 2. Các bạn phát hiện có chữ da liên quan đến so sánh rồi nè. Điều mà so sánh, ấy. và sau to be ở đây chúng ta sẽ sử dụng tính từ so sánh hơn các bạn. Và chữ good này là một tính từ đặc biệt. Hình thức so sánh hơn của ảnh là better. Đáp án là better. Câu số 3, các bạn có noisy. và các bạn thấy câu số 3 có hình thức khá giống với câu số 2. Nó là so sánh hơn luôn. Và hồi nãy trên câu trắc nghiệm, nếu các bạn để ý, các bạn nhớ thì... Uh, chúng ta có hình thức so sánh hơn với chữ noisy là gì được xem là tính từ ngắn nhé và các bạn lưu ý là những cái bài tập từ lội những bài tập quật phơm thì cái đáp án nó chỉ chấp nhận phương án là một từ thôi chứ nào chia động từ thì chúng ta mới có nhí nhiều, nhiều từ được chỗ này là một từ thôi ha I love the gì đó hay evening thì can't sai tôi vô cùng thích cái 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 những cái buổi tối mà những cái buổi tối mà giống như là yên tĩnh hay, thanh bình hay, ở dưới quê cái uh, sau đời là một danh từ ha các bạn rồi chúng ta có danh từ rồi nè chúng ta có thầy nói lại sau đờ chúng ta có danh từ chúng ta cần danh từ tuy nhiên chúng ta đã có danh từ rồi như vậy là cái chỗ cần điền vô nó sẽ đứng trước danh từ và nó bổ nghĩa cho danh từ như vậy là chỗ này chúng ta cần một cái cái chỗ vị trí này chúng ta cần một tính từ các bạn chúng ta có peace là danh từ là cái sự yên bình ha chúng ta có cái tính từ tương ứng là peaceful cũng có nhiều bạn hỏi thầy là làm sao mà biết điền vô như, như vậy làm sao biết được mênh mông ha thì, thì cũng trình bày các bạn luôn là uh, nếu mà không biết không biết như thế nào thì đầu tiên chúng ta cũng phải xác định được cái từ lậu thì chúng ta tìm lên từ điển ha tìm lên từ điển ha tìm những cái nguồn tài liệu đặc tốt nhất là những cái từ điển uy tín ha và khi mà đã tìm được rồi chúng ta gặp nó rồi thì chúng ta tìm cách chúng ta ghi chú chúng ta nhớ đó để chúng ta gặp lại lần thứ hai thứ ba chúng ta sẽ sẽ nhớ ra cái từ này ha thì đó là cách ha Nói chung là nếu chưa biết thì chúng ta cố gắng ta tìm hoặc là chúng ta được sửa bài như thế này thì chúng ta cố gắng ghi chú lại. Chúng ta xem những tài liệu đâu đó chúng ta gặp. Chúng ta tra từ điển chúng ta gặp rồi chúng ta lưu lại ha để chúng ta khi mà chúng ta gặp lại hay là hoặc là khi sau này chúng ta muốn nói chúng ta viết, chúng ta muốn tái hiện lại nó thì chúng ta sẽ nhớ đó ha. Ok, chúng ta buộc chúng ta phải học thuộc thôi ha. Nói chung quy lại là học ngoại ngữ là chúng ta thực chất ra học ngoại ngữ là chúng ta bắt trước ha. Thì chúng ta thấy chưa biết thì chúng ta thấy người ta xài, người ta bắt trước. rồi chúng ta học thuộc nó, ghi chú lại và học thuộc vậy thôi Chứ cũng thực tế ra thì cũng có quy tắc đó ha, cũng có những nguyên tắc quy tắc nhưng mà nó không có không có quy tắc nào 100% hết các bạn nên là chung quy lại chúng ta cũng phải học thuộc lòng thôi. Chỗ vị trí số 5 là chúng ta cần một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ area, khu vực miền núi hết các bạn tính từ ha. Máu là danh từ. Chúng ta có tính từ tương ứng là à thì thiếu nó thiếu. Mountainous. Mountainous là thuộc về miền núi các bạn. Nghĩa thì cũng vậy thôi nhưng mà chúng ta cái 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 từ loại nó khác ha. Area ha, là danh từ. Mountainous area là khu vực miền núi. Ha. Đứng trước danh từ, bao nghĩa với danh từ là tính từ. We must be Sao be là chúng ta sử dụng tính từ ha. Chúng ta nên như thế nào đó khi mà chúng ta băng qua đường. chúng ta có careful. Chúng ta nên cẩn thận nha các bạn ha. À, cẩn thận còn nếu không cẩn thận trái nghĩa với careful là care, careless khá Thì trong trường hợp này chúng ta sử dụng nghĩa là careful rồi chú số 7 cái cuộc sống à, à là danh từ điếm được số ít ha chúng ta có lifestyle là danh từ này như vậy đứng trước đây chúng ta cần tính từ rồi Nomad là là, là, là người sống theo phong cách du mục và chúng ta có tính từ là nomadic trong bài học của chúng ta có xuất hiện cái chữ này thì chúng ta ghi chú chúng ta lưu ý lại chúng ta nhớ nomadic là thuộc về du mục cuộc sống du mục các bạn rồi tiếp theo chúng ta có society là danh từ là, là xã hội ha she was taught a lot à, cô ấy được dạy rất là nhiều những kỹ năng từ ba mẹ mình những kỹ năng đây có danh từ nữa các bạn hay. đứng trước danh từ bao nghĩa danh từ là tính từ những kỹ năng xã hội hay. kiểu như kỹ năng sống các bạn thì chúng ta có cái tính từ tương ứng là social social là thuộc về xã hội society là danh từ là xã hội Nishino Akira is from Japan he is ông này là một huấn luyện viên uh, uh, trước đây là huấn luyện viên của đội tuyển bóng đá Nhật Bản các bạn ông này từng dẫn dắt cái đội Nhật Bản tham dự vòng uh, chung kết World Cup 2018 nhé đó, bạn nào mà có theo dõi bóng đá thì chắc chắn các bạn sẽ nhớ một cái trận uh, những cái trận đấu của Nhật Bản tham lúc mà tham dự cái vòng loại World Cup 2018 ấy. trận đấu cũng rất là hay. Ok. Và bạn nào có cập nhật nữa thì thì thì, thì cũng, cũng 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 gần đây thôi ha. Ông này được mời làm huấn luyện viên của đội tuyển Thái Lan các bạn. Trước cái ông Poking này là 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 là, là vị huấn luyện viên người Nhật này ha rất là, là, nổi tiếng ok rồi quay lại vấn đề quay lại vấn đề là uh, ông này ông đến từ nhật thì ông sẽ là người nhật các bạn chúng ta có Japanese Japanese giống như Việt Nam, Việt Nam Mi, bạn lưu ý nhấn bằng 3 ha. Japanese là người Nhật các bạn. Ngôn ngữ luôn ha. Japanese là ngôn ngữ luôn. Ok. Rồi. À, vị trí số 10 các bạn Chúng ta có tradition là Danh danh từ truyền thống ấy. Thì chúng ta có dòng họ của nó là traditional à, Tính từ Còn trạng từ thêm ly vô Traditionally Nhưng mà vấn đề là chúng ta xem xét Vị trí số 10 này là từ lâu gì Chúng ta thấy có một cái từ thôi Mà người ta đưa bạn dấu phẩy ấy. Đứng đầu câu mà là một từ mà dấu phẩy thì Nó là trạng từ các bạn ấy. Trạng từ bổ nghĩa cho cả câu Phụ nữ Việt Nam mặc áo dài ấy. Theo truyền thống thì theo truyền thống thì phụ nữ Việt Nam họ mặc áo dài vào những cái dịp quan trọng các bạn ha. Vào ngày xưa ha. Giờ cũng vậy. Nó là biểu tượng luôn rồi. Biểu tượng trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam luôn rồi. Những cái nhà thiết kế nước ngoài họ cũng quan tâm ha. Họ cũng sử dụng cái hình ảnh của mình ha. Ok. Họ, uh, thiết kế những cái trang phục ha. Rồi. À, vừa hướng dẫn các bạn giải quyết cái bài tập này nói lại là để làm được bài tập này thì cái chuyện quan trọng nhất là chúng ta xem cái chỗ này là tiền từ lộ gì bằng cách dầm trước dầm sau ha với cái thứ hai nữa là chúng ta xem với một cái từ như thế này thì chúng ta xem mà chúng ta biến đổi được gì biến đổi được cái gì ok khi mà học từ vựng ta lưu ý việc đó ha rồi để cho cái vốn từ mình nó nhiều hơn ha mình ứng dụng những bài tập như thế này. Rồi còn lại là còn hai cái bài tập viết nha tập viết cố gắng sửa nhanh cho các bạn. À, cái bài tập đầu tiên này là viết câu theo gợi ý các bạn thấy trong các bạn đọc đề ha. Complete the using cues given. Cue là những gợi ý các bạn. Ha. Thì người ta sẽ cho những cái từ, ha. hoặc là cụm từ rồi người ta sổ sổ như thế này. Với cái dạng bài tập này thì các bạn lưu ý cái đáp án của các bạn là yêu cầu là các bạn phải sử dụng những cái từ gợi ý ở trên này, các bạn chế biến, các bạn thêm, các bạn có quyền biến đổi, các bạn thêm thắt gì đó vô và các bạn viết thành một cái câu đúng ngữ pháp và nghĩa phù hợp ha và tất nhiên thì tất nhiên là chúng ta được thêm thắt nhưng mà thêm thắt tối thiểu thôi, thêm thắt vừa đủ, biến đổi tối thiểu thôi, sao cho nó vừa đủ là được ha. Và các bạn lưu ý là thường là người ta sẽ cho các bạn những gợi ý chúng ta sẽ sử dụng theo trật tự từ trái sang phải luôn. Nó sẽ khác với bài tập yêu cầu các bạn sắp xếp. Những bài tập sắp xếp là các bạn đọc đề các bạn thấy là người ta sẽ có những cái từ ví dụ như là arrange, là arrange là sắp xếp hay là order, reorder gì đó ha. Sắp xếp lại. Còn bài tập mà viết câu sử dụng gợi ý thì chúng ta thường là chúng ta sẽ sử dụng người ta sẽ cho bạn là sử dụng những dữ liệu từ trái sang phải rồi rồi bây giờ sẽ hướng dẫn các bạn làm ở à, câu số 1, á bây giờ cái nguyên tắc làm là chúng ta sẽ coi người ta cho những cái từ đó là các bạn xem là sẽ là một cái câu đơn thôi hay là một câu ghép rồi người ta cho chủ từ chưa động từ chưa sẽ chia thì nào giới từ có cần thêm giới từ vô không rồi hình thức số ít số nhiều như thế nào có mạo từ chưa ha Các bạn lưu ý Thường là chúng ta sẽ thêm vào những mạo từ Under Những tính từ sở hữu Hay là những cái lượng từ Chỉ số lượng ha Và đặc biệt là phải chia động từ Coi Có động từ chưa Nếu có rồi thì có chia thì gì đây Ha Đó Rồi hi là có chủ ngữ rồi nè Động từ là like nè Sau đây có cái hành động nữa nè Thì chúng ta có là thích Làm gì đó là like Cộng vật in gì đó ha Rồi Diễn tả sở thích Thì thầy sẽ chọn thể hiện tại đơn thôi ha hiện tại đơn thôi thì có chung ngữ là hi nè viết qua chứ ha rồi động từ chính là like thì thầy thêm s vào sau like là động từ tiếng in thì thầy có cái cụm thầy sẽ thêm in vào động từ tag tag trên photo thì không cần chen như gì hết viết chính luôn rồi free time các bạn thì các bạn sẽ không viết khơi khơi các bạn anh ấy thích chụp hình vào thời gian rảnh của anh ấy in his in ít nhất phải có in ha vào thời gian rảnh của ai của anh ấy in his free time bạn nào viết in the free time cũng được nhưng mà sử dụng in his free time này là phù hợp hay nhất vậy là bạn thấy cái câu này để có được câu này là chúng ta làm những việc gì chúng ta chia động từ like, nè chúng ta xử lý động từ text nè chúng ta thêm vô giới từ in nè đúng không và chúng ta thêm vào cái tính từ sở hữu his đó tương tự ở câu số 2 các bạn thấy có người ta cho động từ be phải chia rồi đó ai ai em gì đó ha tôi thích làm uh, mấy cái mô hình đồ này kia thì sở thích chi hiện tại ha uh, ai em thì chúng ta có cụm từ là chúng ta có một cái cụm là be interested thì đi với giới từ in ấy, uh, kết hợp với vật in đúng không rồi ráp mọi thứ vô thì các bạn sẽ có là ai am interested à, phải có giới từ in nè và người ta cho bạn động từ mà sau giới từ chúng ta thêm in vô đó nói chung là để ra được một sản phẩm như thế này thì đòi hỏi chúng ta cũng khá là cẩn thận ha khá là chi tiết kết hợp khá nhiều cái kiến thức chúng ta mới chính xác được ha lũi là tô tô lên cho các bạn thấy rõ ha à câu số 33 các bạn nào nhìn vô thì phát hiện ngay đây là cái cách nói với cái nghĩa là tôi được sinh ra và lớn lên ha tôi được sinh ra và lớn lên thì bạn sẽ có là i was cộng ba của cái này là được sinh ra i was born and uh, no in, uh, up, rồi Việt Nam thì chúng ta thêm giới từ in vô. I was born and grew up in Bến Tre chẳng hạn rồi. Câu số 4 thì bạn lưu ý là có dấu chấm hỏi nha. Bạn lưu ý là người ta cho bạn dấu chấm hỏi nha, nên là mình phải viết ra câu hỏi. Bạn có từng đến Hà Nội chưa? Uh, chúng ta kiểu như vậy ha với kết hợp với ever yet hay là before gì đó thì chúng ta sử dụng hiện tại hoàn thành ha với động từ chính là à, có trạng từ ever chúng ta chen vô heo you ever động từ chính là be đưa về cột ba là been have you ever been to có giới từ to ha hà nội người ta cho z thì mình sử dụng z ha người ta cho before sử dụng before đây là đáp án have you ever been to hà nội dạ yeah. có đến hà nội chưa Rồi, mẹ tôi không thích đồ ăn nhật Nhìn là thấy nghĩa rõ ràng ha. Tất nhiên là làm sản phẩm cuối cùng của bạn, các bạn phải dịch nghĩa lại ha. Để coi nó có hợp bước cuối cùng chúng ta kiểm tra nghĩa lại coi nó phù hợp chưa. Thì câu này chúng ta thấy đơn giản rồi. Chủ ngữ là my mother nè. Đúng không? Động từ chính là động từ like mà dạng phủ định. Các bạn đang nói sở thích thì chúng ta sử dụng hiện tại đơn ha. Phủ định, động từ thường, chủ ngữ ngôi thứ ba số ít mượn trợ đơ thêm nó vô. Bạn nào viết tắt đơ cũng được. Lúc đó động từ nguyên trả về nguyên mẫu Hãy biết sai rồi Lúc đó động từ đưa về nguyên mẫu nè Rồi Germany food không cần chen gì cả Không thích cái gì đó ha Không thích Vậy thôi Vậy là ok rồi ha Sao động từ like thì mình cộng trực tiếp danh từ luôn ha Không cần thêm giới từ gì cả We not go là phủ định nè Go là go to school là đi học rồi nè ha của for là for cộng khoảng thời gian nè, 8 tháng rồi đúng không các bạn? Phải không? Các bạn nghỉ từ năm rồi các bạn thi sớm, bạn thi tháng 4 xong rồi đúng không? 30 tháng 4 các bạn nghỉ 30 tháng 4 tới nay luôn. Tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, 9, 10, 11, 12, 8 tháng rồi. Giờ không biết chừng nào chúng ta mới đi học trực tiếp trở lại cũng có đề xuất. Nghe cũng có đề xuất là sẽ học, sẽ học lại trước Tết nhưng mà chưa biết ha cũng không có loại trừ khả năng là coi chừng tới sau tết nguyên đáng đã mới vào trường học trực tiếp với lại ha. rồi for cộng khoảng thời gian chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành chúng ta mượn trợ động từ heo bởi vì chủ ngữ là we có nó thì thêm nó vô lúc này động từ go đuôi về cộng 3 là gone, đưa về cột ba là go. ra thì hiện tại hoàn thành đi học là go to school ha tức là go to school rồi for cộng khoảng thời gian rồi đúng không các bạn ha thì hiện tại hoàn thành bởi vì for còn khoảng thời gian chủ ngữ là quy nên mượn động từ heo thêm not vô cọc ba của go là gone go to school có giới từ to ha rồi ok tiếp theo ba tôi không có uh, phiền cái việc mà làm việc nha rồi sửa nhanh các bạn luôn my father Đồng uh, động từ thường thì mượn trợ đơ các bạn có thể viết đế dân cũng được ha thì viết từng chữ cho các bạn dễ theo dõi đế sinh mai rồi sau mai là động từ thêm in Doing the Housework Rồi Ok Tiếp theo à, Câu số 8 các bạn thấy nó có dấu phẩy là như vậy là câu này có hai vế nè Mặc dù anh ấy chơi uh, Tốt ngày hôm qua Anh ấy không chiến thắng cái trận đấu đó thì cái câu này các bạn sẽ định hình nha câu này là có có hai mệnh đề mệnh đề phụ mệnh đề đô uh, nè và mệnh đề chính bên đây ha ở bên và các bạn lưu ý là có chữ CD nè nên là nó kéo theo cái động từ đằng đây đằng đây là chia quá khứ nè và kéo theo khúc đằng sau chia quá khứ luôn cho nó phù hợp về cái hệ quả cùng một mảng thì ha cùng trong quá khứ hết rồi các bạn xem đáp án ondo hi rồi mặc dù chơi play quá khứ đơn động từ thường thì đi, đi vô hợp quy tắc. Rồi good bạn phải đưa về well oh. bởi vì bổ nghĩa cho động từ thường phải là trạng từ Đấy, ghê chưa Ồ, mà bạn nào làm đúng được hết câu này là giỏi nha đó rồi hi phía sau các bạn phía trước các bạn chưa quá khứ đơn có zcd thì thì kéo phía sau quá khứ đơn luôn ha động từ chính là win đưa về phủ định mượn trả đít các bạn có thể giờ đít đơn ha đông mượn trả rồi thì nguyên mẫu rồi đã game không có thêm vô gì hết sao động từ win à? win cái gì đó không cần chen động giới từ vô on he played well yesterday he didn't win được rồi ok ha ổn bạn không cần phải lau nhà bởi vì tôi lau rồi à. rồi mình giải quyết khúc đi ha mình đây có hai mệnh đề mệnh đề chính và mệnh đề mục đích Ê, mệnh đề chỉ lý do giải quyết phía trước đi ha dù bạn không cần phải là you don't no no uh, don't have to clean the house rồi giải quyết xong được cái cái khúc trước bị khết vô luôn ai à, ở phía sau các bạn thấy là uh, khuyến khích là chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành cho nó kết hợp với cái chữ already này ha Tui, bạn không cần lau nhà đâu mày không cần lau nhà đâu tao mới lau rồi tao mới làm xong hết rồi tao mới vừa làm rồi ha hành động vừa mới xảy ra vừa hoàn thành sử dụng hiện tại hoàn thành luôn nhét cái trợ động từ vô luôn theo trật tự của đề bài luôn đó, I have already động từ chính là do đưa vào cột ba là do coi ít giết tiếp cái ba luôn you don't have to clean the house because I have already done it rồi ok biết có lỗi gì không ha. các bạn phụ kiểm tra giùm Uh, yeah. ý kiến hay bạn ngừng chơi game, bạn ngừng chơi game ha, uh, stop, sau stop là uh, dừng cái hành động gì đó là stop, và in ấy còn dừng để làm gì đó thì stop, thu về, dừng chơi game ấy, đây là lời khuyên các bạn. Rồi các bạn xem đáp án luôn, các bạn sẽ làm những câu tương tự se, uh, id, for you ha, các bạn, for you to hang to và hang to stop phía sau chúng ta giải quyết là play in rồi video game xong rồi nhẹ nhàng ha it's a good idea for you to stop playing video game rồi ok ổn rất ổn ổn rồi rồi chúng ta cố gắng chúng ta làm thêm ít câu nữa à, phần bài tập tiếp theo là Uh, không phải là sử dụng gợi ý nữa mà là người ta cho bạn một cái câu gốc ha. Được. rồi nhiệm vụ của bạn biến đổi lại ha. sao đảm bảo nó đúng ngữ pháp và nó bằng nghĩa câu gốc là được why don't we go out for dinner why don't we là mẫu câu về đề xuất ha, các bạn thì các bạn đổi hình hào bao cộng vật in ha. Ha. các bạn hào bao vập in với động từ chính là go in ha. hay là mình đi ra ngoài ăn tối đi going out for dinner How about going out for dinner? Why don't we go out for dinner? Let's go out for dinner. Đó, kiểu đề xuất các bạn. Rồi, ở khúc trên là lời khuyên hay một cái cách diễn đạt lời khuyên. Nó là không các bạn có chữ không nè. Thật một ý kiến không tốt, bạn uống quá nhiều cà phê, như là bạn không nên uống quá nhiều cà phê, thêm nó vô. Động từ cần được khuyên nên drink too much coffee. Rồi không? You should not drink too much coffee. nó là diễn tả lại lời khuyên ha. Your bike is slower than mine. Xe của bạn thì chậm hơn xe tôi. Như vậy là xe tôi sẽ nhanh hơn xe của bạn. Các bạn sử dụng so sánh hơn với tính từ trái nghĩa Thầy cho bạn cái tính từ là fast. Faster, tính từ ngắn ha. My bike. Viết vậy đi cho nó dễ hiểu ha. Còn thật ra bạn nào nếu mà nhớ kiến thức năm rồi thì các bạn không thích sử dụng my bike á thì các bạn có thể sử dụng uh, cái danh từ sở hữu á đại từ sở hữu ấy. đại từ xã hữu cái này cũng được ha bạn chọn uh, cái nào cũng được ha uh, gạch chân đi ha thêm cái màu gì khác khác chút nữa rồi vậy cho các bạn dễ hiểu rồi right. ha mày oh no no no, no. <laughs> sorry các bạn chết rồi nhầm rồi Your chứ, đúng không? Your Your ha. Uh, yeah. thì uh, bạn không thích uh, bạn bạn muốn cho nó đừng bị lặp từ thì bạn sẽ sử dụng đại từ ha. Yours. Rồi. My bike is faster than your bike. Hoặc là my bike is faster than yours. <laughs> Chơi những trò chơi bãi biển thì thú vị ha. À, trên đây người ta sử dụng uh, chủ ngữ là V in ha. Thì giờ chúng ta dưới chúng ta đảo lại x cộng b cộng tính từ cộng tu vập ha. Cũng mang nghĩa là chơi những trò chơi bãi biển rồi thú vị lắm, interesting. X cộng B nè. Thầy viết cái công thức cho các bạn ra đây luôn cho các bạn theo dõi cho dễ. X nè cộng B nè cộng uh, tính từ nè. Uh, cộng tu v nè ha. Bạn nào mà muốn 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 bổ sung nữa thì các bạn uh, uh, có uh, for cũng object nữa nè ha. Còn đơn giản là bạn nhớ dùm thầy là có cái công thức này là x cộng b cộng tính từ cộng tu v, nghĩa là x là b này là tính từ a. À, to play beach game. Ha. Kiểu như bóng chuyền bãi biển nào đó ha. Rồi. It is interesting to play beach game. Đây là đáp án, Đề xuất nghe. Tell me the best football player in this team. Thơm là cái thằng cầu thủ đá banh có thằng chơi đá banh mà giỏi nhất trong cái đội này. Không ai trong đội này, các bạn luân chuyển sao cho nó phù hợp nè. Bạn đổi lại. thơm là chơi đá banh hay nhất trong đội, vậy là không ai trong đội. Không ai trong đội chơi hay hơn Tôm. Đơn giản thôi. Play better than term ha, than term. Play này có thể là play uh, play football luôn đi các bạn. Các bạn thêm chữ football cho rõ ha. Play football better than term ha. Còn bạn nào kỹ nữa thêm cái chữ này vô nữa. Nha, yeah, ok. Hoặc là hoặc là bạn làm gì cũng được nữa nè. Uh, sao ta tôm là người chơi đá banh giỏi nhất trong nhóm trong đội không ai chơi hay hơn hoặc là không ai chơi bằng không ai chơi hay bằng cũng được no one in this team uh, play chủ ngữ này là bạn lưu ý là chủ ngữ nobody này coi như số này team s plays as well a term cái từ trong mặt là bạn muốn viết hay không viết cũng được nha không sao nha ha uh, bạn sử dụng cách dưới đây cũng được nha thì thấy cách nào cũng ok ha miễn mình biết ra cái câu nó đúng là được rồi ha. và nghĩa nó nó cũng tương đương khoảng chừng hơn 80 là được rồi ha cho nó xuống giọng cho nó dễ rồi chúng ta giải quyết thêm ba bốn câu gì nữa là coi như kết thúc không không bạn tới năm câu lần if i were you i would buy đó if i were you rồi mà đề đằng sau i would cộng v không đây là một cái hình thức lời khuyên nha các bạn à, nếu tôi là bạn nếu ta là mày thì ta sẽ mua một con chó hình thức một đề xuất một lời khuyên một lời khuyên cho người khác thì thì bạn đổi lại thôi thì lúc này là suốt v không cái nội dung cần là khúc này thấy nhà thấy buồn quá ha nhà không có thú cưng gì trơn khuyên là bạn nên nuôi chó cho vui chẳng hạn ha rồi bài đó đó vậy thôi các bạn hết. rồi rồi cái câu này câu 17 thì nó cũng tương tự câu trên hết. thì bạn biến đổi thành câu lời khuyên thôi good idea thì có ở trên khẳng định đúng không for you you should. hành động cần khuyên là hành động mặc áo ấm bạn nên mặc áo ấm ha we ờ các bạn lưu ý là mình viết cái gì cần thiết đừng có viết đem một nồi xuống là nó sai nha. Chúng ta lấy thứ cần suốt cộng V0 các bạn, lời khuyên thì suốt cộng V0 thì chúng ta lấy cái V0, cắt từ V0 đem xuống thôi. Hình thức là khuyên lên là không ấm nha. Rồi câu số 18 người ta cho bạn hai cái câu rời nha, như vậy mình sẽ gộp lại nha các bạn. Các bạn gộp. À, ok. Vào cái chủ nhật tuần trước ha, thì cầu thủ của Quang Hải chơi rất là tốt nhưng mà không có ghi bàn ha rồi thì bạn đem này xuống bạn đưa bạn sẽ làm như thế này bạn dịch ra bạn thấy nó thuận luôn rồi ha on cộng cho mệnh đề là phù hợp luôn rồi ha ok à, cái chỗ này các bạn sẽ đổi vào dấu phẩy nè rồi cái này bạn viết thường lại ha bạn dịch nghĩa là coi phù co suông cho, cho nó có thuận nha mặc dù <laughs> mặc dù chơi rất là hay nhưng mà không ghi bàn ha, ok, các bạn nào mà có uh, theo dõi hai cái trận đấu uh, bán kết của Việt Nam với Thái Lan giải AFF uh, 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 Cup, Suzuki Cup ha, là phải công nhận là cái trận này mình mặc dù mình không có chiến thắng nhưng mà thực tế là mình 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 mình, 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 mình chơi cũng khá là hay ha, ok, đặc biệt là cầu thủ này rồi, câu số 19 My friend is a big fan Big fan đây là một cái cách diễn tả uh, kiểu như là uh, kiểu như là mình rất là thích ha. Uh, kiểu như là fan hâm mộ uh, các bạn. Bạn của tôi là giống như là một cái fan lớn hay. Uh, fan ruột hay, uh, fan ruột của Kpop hay, uh, mê nhạc Hàn Quốc lắm hay. Uh. Thì các bạn uh, người ta cho bạn chiếc phone ha. Uh, cho cho bạn sẵn chiếc phone thì mình xài luôn hay. Uh. Uh, mình có cái cụm từ là be phone up uh, các bạn nó bằng với be interested in các bạn nghe nha thì là uh, không cần ghi ra các bạn nghe các bạn biết nha phải có cái cụm từ là be phone up này nè nó bằng với cụm từ là be interested in be keen on gì đó ha. thì nó nó nghĩa tương đương nhau là diễn tả thích thú cái gì đó ha. thì chúng ta sao, nó sẽ cộng vập in cũng được và nó cộng với in cũng được ha. Ê, cộng vập in cũng được mà cộng danh từ cũng được ha thì cái tên đây người ta chỉ cho danh từ mình đem xuống danh từ thôi ha rất là hứng thú rất là hào hứng rất là thích rất là thích kpop hót vậy thôi À không, đáp án nó dưới đây ha, tôi hai lên cho các bạn Rồi Park Hang-seo started to work in Vietnam in 2017 Cái nhân vật này bắt đầu làm việc ở Việt Nam <laughs> vào năm 2017 người ta cho bạn chữ has cái câu 20 này là các bạn sẽ luân chuyển từ thì quá khứ đơn nhé ok trong huấn luyện viên này là bắt đầu ở trên người ta đang chia cái thì quá khứ đơn bởi vì người ta có cụm thời gian là in 2017 nhé người người ta chia với động từ star nhưng mà ở dưới đây người ta cho động từ has rồi thì các bạn phải đổi thành từ hiện hiện tại hoàn thành hiện tại hoàn thành thì các bạn sẽ kết hợp với b3 về hiện diễn tả một hành động có tính chất kéo dài đến hiện tại thì các bạn sẽ không sử dụng động từ star lại được hay. bởi vì cái động từ star thì nó không có tính chất kéo dài mà động từ work mới kéo dài được nè đúng không nó mới bắt nguồn từ quá khứ kéo dài đến hiện tại được hay. đó là cái tính chất của thì hiện tại hoàn thành các bạn lấy động từ phía sau nha Nên này học viết tắt thì mới đi vô rồi in Việt Nam và bạn lưu ý cái thời gian đằng sau nha ở trên do người, người, ta đang diễn tả trong quá khứ rồi nên người ta sử dụng in nhưng mà ở dưới mình biến thành hiện tại hoàn thành thì có tính chất kéo dài nên thầy cái chỗ này là một cái mốc thời 2017 là một mốc thời gian nên thầy sẽ chọn cái từ xin ha 2017 rồi đây là đáp án các bạn kiểm tra lại ha he has worked in Vietnam since 2017 rồi rồi ok à, thì vừa hướng dẫn các bạn làm một số cái bài tập Hey. liên quan đến các cái chủ đề uh, các cái đơn vị bài học của mình trong học kỳ 1 để chúng ta hình dung ha hey, chúng ta chuẩn bị, chúng ta ôn tập tốt hơn. Chuẩn bị kiểm tra cuối học kỳ 1 hey. Ok. <laughs> kỳ uh, kiểm tra cũng lịch sử ha. Hey. Kỳ kiểm tra lịch sử là hình thức online ha, hey. trước đây chúng ta chưa có phải làm như vậy ha. Hey thì thi hình thức nào thì cũng, cũng cũng vậy thôi ha. nội dung kiến thức thì chúng ta cố gắng ta bài tập rồi chúng ta giải rồi chúng ta xem tới xem lui xem lại ha còn những cái à, từ vựng những cái bài đọc thì chúng ta trên lớp thì chúng ta xem lại hết ha nó xem xem lại hết để chúng ta à, có đủ cái nội dung để chúng ta làm bài kiểm tra cho nó tốt các bạn xem coi có cái câu nào cái câu nào mà thầy giải thiếu hay là cái câu nào mà, mà cái đáp án uh, các bạn thấy chưa phù hợp lắm thì các bạn có thể comment ở dưới này xem lại ha. Rồi. Rồi ok, thôi video thì dừng đây các bạn uh, chúc các bạn ôn tập tốt nha. Ok, that's enough for today. Goodbye, see you next time.